Quay trở lại với lĩnh vực thủy sản, trên hệ thống trực tuyến của chương trình có nhận được câu hỏi của khán giả có tài khoản là Vì Văn Tím có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. Tôi mới mua một mảnh ruộng rộng khoảng 700m2, tôi muốn nuôi cá trê xen canh với lúa. Xin hỏi chuyên gia là tôi thiết kế mương rộng khoảng 1m và sâu 1m như vậy thì có được hay không? Sao mời chuyên gia tư vấn các khán giả. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Đối với nuôi cá trong nội nuôi cá ruộng thì anh muốn nuôi thì anh nuôi cá trê cũng được, có thể nuôi thêm cá chép hoặc rô phi, cái này là anh nuôi cá trê cũng được không sao. Thì cái diện tích mà đào mương là phải chiếm tới 25 đến 30%, dạo sâu 1 mét và rộng độ khoảng 1 mét, anh làm thế nào thành đường xung quanh ô tròn hoặc là đường chữ thập ở giữa để cho cá khi mà trời nắng thì nó sẽ tụt xuống đó, xong rồi cá trê nó sẽ lên trên mặt ruộng, nó đi kiếm ăn ở đó, nó nhặt hết cả giun cả mấy con côn trùng là con cá trê ăn được. Diện tích phải chiếm tới ít nhất cũng phải được 20 đến 30% của cái ruộng đó. Thế còn anh thả cá thì anh thả mật độ và tính toàn ruộng. Đối với cá trê thì ta nuôi ao có thể tới 30 con thì anh thì thả được 50 con thôi, thì sau anh dồn lại thì là vừa. TC16 xin nghe ạ. Em mới mua về nhưng mà em đi kiểu bị viêm và em đi ngồi là chảy cái máu tươi là gì, có cái thuốc gì trị đâu gì? Dạ vâng ạ, hiện nay thì anh đã được kết nối trực tiếp với chuyên gia, xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào anh. Bò nhà anh được bao nhiêu tháng tuổi rồi? Bò nhà cháu đây 3 lứa rồi ạ. À, tức là cũng tương đối lớn rồi đúng không? Vâng. Bị tiêu chảy nhưng mà ra máu đúng không? Không, không, đi ngồi ra máu tươi. Anh cho nhảy trực tiếp, vâng. Thế nhưng mà có điều này, vâng. Tại sao nó bị chảy máu? Là có khả năng là con bò đực ấy nó nhảy giao phối với con cái, khi đó là con cái chưa phải là cái lúc mà nó động dục cao độ lắm. Đấy, anh cho phối giống như thế, và phối giống như vậy nó sẽ đâm vào cái cổ tử cung ấy, và nó gây tổn chấn thương cổ tử cung và gây hiện tượng chảy máu. Thì anh nên dùng cái thuốc enrofloxacin hoặc là anh dùng amoxicillin, anh tiêm bắp cho nó 1 lần trên ngày và tiêm bắp có thể 3-5 ngày liền. Và đồng thời quá trình đó thì anh dùng vitamin K nhé. Anh tiêm bắp cho nó 2 lần trên ngày, tiêm bắp cho có thể 3 đến 5 ngày liền để cho đến khi nó không chảy máu nữa. Và dùng thuốc Catosan, thuốc bổ 10%, anh cũng tiêm bắp cho nó 1 lần trên ngày, tiêm bắp 3 đến 5 ngày liền. Bác đọc lại cái tên thuốc để cho cháu có thể cho ghi lại để cho đi mua được không ạ? Vâng, cái thuốc thứ nhất là enrofloxacin hoặc là amoxicillin. Vâng, đây hoặc là một trong tôi đó. Thế còn những cái thuốc kia thì anh chắc là biết rồi, vitamin K thì đơn giản rồi đúng không ạ? Vâng. Thứ hai là anh mua cái thuốc Catosan 10% ấy, thuốc bổ đấy, để mà tiêm cho nó, hỗ trợ cho nó. Rồi, tôi cảm ơn bác nha. Dạ vâng ạ, xin chào anh và cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến cho chương trình ạ.